Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bạn anh chị, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống ngoài nhà em Quân. Vừa rồi thì Lực đi từ dãy nhà của Quân lên ấy, thì là bà bảo là Quân đang lên trên này lấy củi để mà chuẩn bị máy nữa, đến ngày mà đun bánh chưng, nấu bánh chưng các bác. Đấy, bây giờ thì đi xem Quân là lên đây lấy củi mà lâu chưa. Đi vào một chút. Cái chỗ mà chú Đức đang đi này cũng là nương của nhà em Quân cô bác ở chỗ này ấy. Đây thì chú Đức nhìn thấy ông là ông phát cái cành cây sao mộc này. Trước kia thì tức là nhà của Quân làm nhà ấy cũng có chặt bớt cái cây to đi rồi, bây giờ chỉ còn những cái nguyên cái cây nhỏ này thôi, nguyên cái cây nhỏ thôi. Một cây sao mộc này thì nếu mà đủ mà độ tuổi mà để làm nhà ấy, thì nó phải rơi độ tầm là trên 3-40 năm thì mới làm được. Nhìn thấy từ xa thì chú Lực đang nhìn thấy là em Quân đang lấy củi ở bên kia thì các bác ạ. Vừa rồi chú Lực đi từ trên kia xuống thì là không nghe thấy tiếng của Quân chặt củi. Thế là đi xuống nhà luôn. Xuống nhà thì bà bảo là Quân đang lấy củi trên này. Chỗ này thì nó cây ruộng với lại thêm cái cành cây sao mộc này phải cẩn thận một chút đấy các bác ạ. Nó đâm vào thân rất là đau. Thì xa thì mình thấy một Quân là một cái cậu bé mà nhỏ và đang đi lấy củi. Anh chào Quân nhé. Quân ơi, lấy củi lâu chưa? Không biết lâu à? Đầu tiên xin lên chào tất cả ông bà của chú anh chị ạ. Đây cái máy cưa nó không chặt được cây này à? Hôm trước là lấy ra cưa đúng không? Thế là vừa rồi là lấy dao thôi à? Ê, máy kia đâu rồi? Sao không lấy máy kia về? Ở nhà. Để dành hay là như nào ấy? Không dám cưa nhiều á? Những cái đấy thì mua về thì mình phải cưa chứ, mình phải cưa nhiều chứ. Không ạ, sợ máy sau hỏng, nhưng ôi mà nhà anh Sử có việc gì thì anh Sử cần tới lại không dùng được. Ôi dồi, còn biết nghĩ sâu xa đấy nhờ. Từ hôm mà lấy máy cưa về thì là nhà Sử thì cũng chưa đi chặt củi bao giờ các bác. Thì là cũng chưa lên lấy được cho em Sử để em ấy mượn cả. Trong thời gian tới thì nếu mà nhà Sử mà khi mà lấy củi ấy, thì sẽ bảo Sử xuống đây lấy. Cái cây này thì chặt từ hôm nào đấy? Chặt từ hôm qua. Chặt từ hôm qua à? Hôm qua lấy dao chặt hay là lấy máy cưa chặt? Hôm qua là lấy máy cưa à? Thế em mà ra đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Thế là bây giờ mình lấy như nào thế thì mình mới về được? Lấy được không lấy thì về. Chặt được không lấy thì về à? Em cũng chặt được một chút để kia rồi. Cái cành củi này thì cháy rất là tốt của bác ạ. Nó mà đang khô thì mình chẻ ra thì nó cũng cháy được. Nhưng mà một cái là nó cây này rất là ngứa của bác ạ. Cái vỏ thì rất là dày của bác này. Chú Lực nhìn thấy là có rất là nhiều những cái lớp gai ở đây. Vừa rồi thì anh chạy đi xuống nhà thì thấy bà bảo là em đang lấy củi ở trên này. Thế là nguyên hôm nay là lấy củi một ngày à? Hôm nay thì cũng rơi vào tầm độ 28 Tết rồi. Thì chỉ còn thêm 2 ngày nữa là sang năm mới rồi. Củi này thì lấy về thì liệu nó có kịp khô không? Củi này chỉ cần chẻ ra là cháy được rồi. Chẻ ra là cháy được. Thế cái này là mang về một tí nó chẻ luôn hay là hôm nào mới chẻ? Ngày mai ạ. Ngày mai mới chẻ à? Hôm trước ở trong nhà cũng có ít củi khô thì lấy cây này vì nó mới cháy được lâu hơn. Cây này, củi này thì mình lấy về để làm gì? Để dành ạ. Để dành à? Đó.
Đây nấu bánh trưng ạ. Củi này dùng để nấu bánh trưng đúng không? Bánh trưng thì mình nấu củi, mình nấu bánh trưng quá thì mình không thể mà lấy được những cành củi mà nó mỏng cả. Thí dụ như thuộc dạng là cành củi cây cây trúc ấy cô bác, như là cây trúc, cây tre thì nó sẽ cháy rất là nhanh. Nên là phải lấy cây to về, cây coi như này về để mà mình đun thì nó sẽ được lâu hơn. Không ai lấy bao tải gì lên à? Không, không ạ. Lại cái này thì lấy bao tải thì cũng như là không cần lấy, tí về nhà tắm luôn ạ. Tí về nhà là tắm luôn đúng không? Vâng ạ. Hả? Má mẹ. Ai vừa gọi Quân đấy? Anh của nhà bác. Bác hàng xóm ạ. Bác hàng xóm à? Vâng ạ. Thế là người trong làng đúng không? Vâng ạ. Thế người ta vừa hỏi bà là đi đâu về thì là em đi đâu về? Hôm qua là họ cho em đi đám ma cùng. À. Đánh trống đi. À, thế là hôm qua là mà nó ma chay ở đâu đúng không? Vâng ạ. Thế thì Tết thì đã chuẩn bị được gì chưa? Em chưa. Chưa? Vâng. Thế là Tết là cũng chỉ biết là lấy củi thôi à? Có tiền để mà đi mua thịt về ăn Tết không? Chứ là em họ nuôi lợn thì họ chia cho một ít ạ. À là họ chia cho một nửa đúng không? Vâng ạ. Thế là con lợn đấy là người ta chia cho một nửa đúng không? Vâng ạ. À thế là mình không cần phải đi mua thịt đâu đúng không? Vâng ạ. À. Thế bây giờ là vác cái cây này đi à? Vâng. Rồi. Cái Quân thì phải nói là thưa cô bác ạ, năm nay thì bước sang tuổi 15 rồi. Em 15 tuổi nhưng mà em ấy phải là gánh một cái trọng trách rất là lớn đối với riêng bản thân của em. Bây giờ thì ông bà thì cũng đã đến tuổi hầu như là không còn khả năng để mà lao động nữa, thì tất cả mọi cái công việc thì đều là nhường lại cho em Quân. Quân thì còn kèm theo đó thì Quân còn phải lo thêm cả em nữa. Hầu như trong gia đình thì ai ai cũng không có cái đủ cái khả năng và đủ cái độ tuổi để mà lao động cả, không ai làm được cái lao động chính ở trong nhà cả. Đấy, nhưng mà Quân thì ngược lại vẫn rất là cố gắng để làm sao mà mình lo lắng được cho ông với bà. Ở trên vùng cao này thì cũng còn ruộng nương các bác, cho nên là có thể là đi làm ruộng về để mà đi làm ruộng có thóc có gạo. Thế nhà Quân thì đã gieo mạ xong chưa? Gieo rồi. Gieo rồi à? Lên rồi á. Nhà Quân là gieo mạ từ đâu đấy? Có phủ lớp phủ ni lông không? Đó, chứ là có một thứ chứ là em có chuyên ni lông thì chú nào cho? Chú là chú cũng tốt đấy nhỉ? Chú cũng cho, chắc là chú mua về nhiều đưa cho đúng không? Hôm nay thì có vẻ như là có gió rất là to lắm ạ. Hôm nay thì xuống cũng có đem thêm một phần quà nữa cho em Quân. Qua lấy được thắng củi nhà. Thế là để đây xong rồi lấy bổ à? Đây là nước này là nước sạch hay là nước gì? Nước cho bò. Nước cho bò à? Thế là chú là đi làm về thôi nhỉ? Đây Quân thì nhấc cái thùng này lên nhà nhá. Vâng ạ. Đây, 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 đây
Hình như là đang chuẩn bị ăn cơm sao ấy. Hôm nay không đi học rồi nhỉ, được nghỉ Tết rồi nhỉ. Con chào các ông các bà. Con chào con ba con bà. Con chào. Con chào. Các ông các bà. Con bà. Rồi. Rồi bà Hiếu thì thực sự cô bác ạ, khi mà lên mà chứng kiến bà Hiếu nghe các bác hàng xóm kể lại thôi, rất là thương và rất là tội bà Hiếu. Trong thời gian vừa rồi thì các bác cũng gửi rất là nhiều phần quà tới cho gia đình, cũng như là quần áo này, tất cả mọi cái thì mình có quần áo để mà mặc ấy. Vừa về là biết là đem ghế cho cháu được một cái cô bác không? Nào, thế ngồi đây đi. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông đi lấy cỏ. Ông là đi lấy cỏ à? À, thế là có ba bà cháu ở nhà đúng không? Em này thì vừa đi lấy củi về đúng không? Vâng. Thế lấy con dao ra bóc cái phần quà này đi. Đấy. Hôm nay thì cháu được lại nhận được một cái phần quà là của bác Nguyễn Thị Hạnh Liên. Là của bác Nguyễn Thị Hạnh Liên các bác nhé. Gửi quà tới cho em Quân với lại gia đình của em Quân luôn. Bé Hiếu thì đang ngồi ăn cơm, không biết là đang ăn cơm với gì đây. Ăn cơm với gì Hiếu? Ăn cơm với lạp sườn của bác ạ. Hôm nọ thì có đem cho Hiếu một chút lạp sườn. Hiếu mời các ông các bà ăn cơm đi. Con mời các ông các bà ăn cơm. Rồi ăn cơm đi. Ôi không đeo cũng bỏ ủng à, bỏ ủng ấy chứ, đây bỏ đi. Không ọc là hắn đấy. Tí nữa không nóng, rồi bỏ ủng đi, đấy. Bỏ ra ngoài. Đấy, rất là giỏi các bác ạ, tự biết là cầm đũa mà ăn. Ở đây thì nếu mà các cháu cũng như là có các cháu và các bạn trẻ ở dưới xuế thì có cái tầm tuổi này, khi là bố mẹ đang còn phải là bón cho từng miếng cơm một thì mới chịu ăn cơm, có khi là vừa ăn vừa xem điện thoại. Đấy, còn ngược lại như bé Hiếu này thì tự mình đói là tự biết ăn luôn, tự cầm đũa rất là giỏi, không cần dùng đến thìa luôn, không cần canh à hả? Đây may là còn có lạp sườn này chứ không là không biết là, chắc là có ăn cơm với thịt lợn, tại vì là nọ Quân có bảo là mổ con lợn đấy chung với người ta thì là người ta lúc khi mà mình nuôi lợn người ta ấy, thì lợn đấy nuôi mãi là không có không có con ấy, thành ra là người ta cũng bảo là thịt thì là mỗi người một nửa, gia đình Quân một nửa, thành ra là Tết này là không có phải là đi lấy đi kiếm tiền để mua thịt lợn nữa. Đấy, ăn rất là giỏi, ăn đi nhá, ăn đi xong một tí nữa chú cho bánh nhá. Nhá, đợi bé Hiếu ăn xong đó các bác ạ, đợi bé Hiếu ăn xong thì cháu Đức sẽ cùng em Quân làm mở khoa sau. Ăn miếng nhỏ nhỏ thôi nhá. Ăn miếng nhỏ thôi. Ông thì chắc là cũng đi lấy cỏ về xong các bác này. Ông thì một cái dáng người là phải nói là trên khuôn mặt của ông thì hiện lên trên mình rất là nhiều những cái nét nhau, nét nhăn rồi. Cùng bàn với dân thì mới mà cũng lắp ra mà này. Còn đi nhau không? Không, phát lắm. Ồ, còn nhá. Trong đây thì bác bảo là trong đây có đồ hải sản nên không biết là đó là đồ hải sản này. Xem thật kỹ. Khánh Hòa. À không phải đâu. Người gửi là Nguyễn Thị Hạnh Liên. Nguyễn Thị Hạnh Liên là xem là địa chỉ là ở đâu đây. Ở Khánh Hòa. Đúng rồi, là ở Khánh Hòa. Khánh Hòa nhưng mà không biết là ở tỉnh nào, không biết, xem một tí một chút. Xem là bao nhiêu chút xem. Bây giờ thì bóc ra xem. Thủ quà này thì là hôm nay cháu Lực cũng vừa mới nhận được thôi cô bác ạ. À. Chắc là ngày mai, đến tận ngày mai thì chắc là sẽ không có nhận được thêm những cái phần quà nữa, tại vì là bên bưu điện với lại bên gửi hàng thì người ta cũng ngừng nghỉ hết rồi. Đấy, cũng gần Tết quá rồi ấy. Đây, cứ cơm dao đi. Đây là có cả trọng đồ chơi cho bé Hiếu. Đây là cái lô bích. Đây là phải biết xoay cơ. Hiếu ơi, này Hiếu. Khăn à. Ăn bàn chút đó. Cơm đã, Hiếu ạ, nhá. Cơm à. Đang ngồi bên kia là nhìn vừa ăn cơm là vừa nhìn cháu Lực
cái trò này các bác này. Cái này có một cái Rubik này, ở đây cho quân nhá. Quân hai anh em cách chơi nhá. Đây thì không biết là gì đâu. Ở đây là chắc là nhét vào để cho nó làm sao mà nó không bị xô hàng các bác ạ, cái này ấy. Đây, còn chung chút đáo này, đáo này thì để mà giải kiểu khách đến thì giải trên cái mâm cơm nhá. À đây có khá là nhiều cái Rubik này. Đấy, quân thì biết chơi trò này không? Em không. Không à, trò này thì phải nói là dùng trí tuệ rất là nhiều đấy. Xoay làm sao mà cho nó đầy đủ màu như này này. Đấy, trắng là trắng, vàng là vàng thì nó là ok đấy. À bên này thì cái nhỏ hơn này, bên này thì có vẻ là dễ dàng hơn. Ăn xong ăn nhanh lên đi, đấy, chín rơm rồi nè Hiếu. Tham ơi chị ạ. Này thì hai anh em là có thể là vừa anh em có thể chơi đấy. Đây thì chơi dễ hơn. Là cho qua lên món ăn này. Đấy. Còn đây là bánh này. Đấy. Năm này mà cúng. Năm này mà. Quay một thèm cúng ạ. Đây, đây là bánh nhá. Bánh này thì đây. Bánh này thì hình như là chắc là hơi cứng nhau ạ. Để xem là ông bà ăn được không. Ông bà ăn được thì cho ông bà nhá. Còn đây nữa này. Đây là tép nhá. Vậy đây là có tép là có 3 bịch. Tép này thì em đã từng nhìn thấy con này bao giờ chưa? Chưa. Đây đây là có 3 bịch tép của bác ạ. Con này là con nó thuộc dạng là con tôm nhỏ, em có thể là cho dầu vào nóng lên xong rồi để vào rang xào xào một chút. Rang lên một chút. Cho lá chanh vào thì nó rất là thơm nữa. Cũng có thể là nấu canh được nữa. Đấy. Khi mà mình nấu rau cải thì nó có thể cho vào hay là giấu rau mồng tơi đấy. Đấy là có 3 bịch. Cầm và đây thêm có thêm một cái Rubik này. Đấy. Và đây thì là bánh này. Bánh này thì chắc là ông bà mềm thì cho ông bà ăn luôn này. Đấy Hiếu ra đây ăn cơm lên đi, ra đây ăn bánh. Cái này oan chứ à Khoa, chín rồi. Là có chín không? Chín được không? Ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là bác là có dặn dò luôn ghi ở ngoài này. Dùng nấu canh, rau, cải. Đấy, đúng như vừa rồi cháu Lực nói luôn. Chữ này là chữ gì này nha, là cháu Lực không có đọc được các bác ạ. Không có đọc được, đọc là chữ đấy thôi. Hoặc là làm ăn với cơm đấy, để mà rang với cơm ấy. Rồi thì anh nói cũng chuẩn rồi. Đấy, phần quà này là phần quà của quà của bác Nguyễn Thị Hạnh Liên nhá. Phần quà của bà là Nguyễn Thị Hạnh Liên. Đấy, bé Hiếu ăn cơm xong của bác này là tự biết là dọn dẹp luôn. Bên này mà bác. Đấy. Bên này thôi. Ăn xong đấy, ăn xong một bát rồi của bác ạ. Bằng ít đi, bà này là của chồng ít không nhá, đi không nhá hay nhá. No chưa? Hả? Ăn no chưa? Làm thêm cái bánh nữa, ăn thêm một cái bánh nữa nào. Bà này có cỏ không ạ? Ừ hả? Bì hơ, nhớ có bì hơ. Có vẻ như là bé Hiếu vừa mới cắt xong tóc nhỉ Quân nhỉ? À. Ai cắt tóc cho ấy? À đây, thì trước em cắt mái cho xong. Chưa cắt mái à? Thế là hai anh em với cô bác, hai anh em là ở nhà là biết ra tự cắt tóc cho nhau, nhưng mà Hiếu thì chắc là không cắt được cho Quân đâu. Đấy, Quân thì là đi lên trên nhà của nhà bác ở trên kia là nhờ con của bác là cắt luôn. Hiếu có ngon không? Hả? Ngon không? Ngon à? Cháu Lực cũng xin thay mặt là gia đình của em Quân gửi một lời cảm ơn tới bác Hạnh Liên, cảm ơn tới bà Hạnh Liên. Năm mới thì sắp đến rồi, cháu Lực cũng xin được gửi một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng tới gia đình nhà bác, và cảm ơn bác đã gửi cái phần quà này tới cho em Quân cũng như là ông với lại bà. Ở đây thì có thể là ăn được độ tầm mấy tháng rồi đấy. Nhìn thấy là nhiều lắm. Mỗi lần mà mình nấu ấy, mình chỉ nấu được tầm một bát thôi. Cái này thì để mà ăn rang với cơm thì cũng rất là ngon. Khi mà mình rang lên trộn với thơm ấy, nó giống như kim băm ấy. Còn Quân thì mỗi lần mà các bác gửi quà cho thì anh cũng đều dặn các em rồi. Để làm sao mà mình nhận lại thì mình cũng phải biết là gửi một lời cảm ơn.
Con cảm ơn bà đã gửi quà cho con. Con chúc bà sang năm mới luôn mạnh khỏe, luôn thành công trong cuộc sống ạ. Đấy, bé Hiếu thì bây giờ nói cảm ơn bà đi nhá. Đấy, cảm ơn bà đã gửi bánh cho. Đấy, ăn ngon đấy. Đấy, cắn nốt miếng đã. Hát miếng. Ôi rồi, vừa rồi cái gì đâm ở đây này, cô bác này. Ủa, đây là cái ruột của cô bác đâm đến đến bây giờ đâu thì mới phát hiện này. Hiếu, ra đây, chú cho cái này này, ra đây, chú cho cái này này. Ra đây, chú cho. Xin làm e. Ăn miếng nhỏ thôi, chắc là ngon quá cô bác ạ, ngon quá nên ra là phải ăn miếng lớn, sợ là ai chanh à. Đấy, nhìn chắc là đói rồi cô bác ạ, vừa rồi làm xong một bát cơm rồi mà. Vừa ăn hết một bát cơm, ăn rất là khỏe. Đấy, nhưng mà ăn thì cũng tự là ngồi một mình một góc và xúc cơm thôi. Không có để mà em Quân phải bón hay là để ông bà phải bón cả. Đói là tự biết ăn. Nhưng mà ăn chắc nòi nhờ, bụng to đấy. Ôi mồm à. Nhật miếng to quá nhiều là chưa ăn bao giờ hết. Cái bánh này thì cũng thật sự ra chưa ăn bao giờ cô bác. Đợi Hiếu ăn xong hết miếng bánh nó không còn tí nghẹn. Tí nghẹn là chết dở ấy. Nhà Hiếu nhờ. Hiếu còn nhớ bác Chiêm không? Bác Chiêm điện về thăm Hiếu đấy. Cái trò này thì nhìn thấy chơi nhìn đơn giản thôi nhưng mà khi mà mình lắp ráp ấy không phải là dễ dàng đâu. Rất là kỳ công thì mới tạo ra được là những cái siêu phẩm được. Hiếu ăn xong rồi à? Đấy, xong thêm một cái miếng bánh nữa cô bác này, vừa làm bát cơm với lại làm thêm một gói bánh nữa, ăn là cực kỳ là no bụng luôn. Cái này có tè quần không hả? Hả? Không có. Con biết tè quần à? Con chưa biết tự đi tè à, hả Hiếu? Lâu tè một lần. Lâu tè một lần à? Ờ. Đấy, như ở đây thì cháu Đức cũng đọc được bình luận đấy. Ở trên kênh cũng có rất là nhiều các bác so sánh về những cái hoàn cảnh của em Quân với lại em Quân ở bên Quyền Yên. Thì ở đây thì mỗi người thì mặc dù là mang tên cho mình tên là Quân nhưng mà mỗi người là một cái số phận và một cái tính cách riêng cho nên là không thể giống nhau được. Có thể là em Quân ở bên kia thì nó có duyên với lại các bác Mạnh Thường Quân nhiều hơn thì em Quân ở bên kia hiện tại thì cũng khá là đầy đủ và không còn thiếu thốn cái gì nữa. Đấy, lo cũng chỉ có mỗi là bố là hay uống rượu thôi. Còn là em Quân mà Quân ở đây thì là một mình là em còn phải lo thêm là bé Hiếu này, ông với bà nữa ấy. Như vừa rồi Trần Đức cũng đã nói đấy, ở trong nhà thì hiện tại là không còn ai để mà không ai là đủ tuổi để mà cái sức lao động của mình cố gắng. Bé Hiếu thì còn là bé quá, ông với bà thì cũng đã qua cái tuổi mà sức lao động rồi. Đấy, bây giờ đã đáng nghe ra là cái tuổi mà phải được hưởng thụ, được con cái báo Hiếu hưởng thụ ấy. Nhưng mà vì cái cuộc sống mà mối gia đình như người ta bảo là hay người ta bảo là mối cây mối hoa là mối nhà mối cảnh thì là nó thuộc dạng như hiện tại là gia đình của em Quân đấy cô bác ạ. Cũng trong thời gian tới thì cũng sẽ rất là mong sẽ nhận được thêm những cái phần hỗ trợ và cái phần trợ duyên của các ông các bà giúp đỡ tới cho em Quân để làm sao mà Quân được xây sửa lại một cái ngôi nhà cho ấm cúng một chút để ông với bà được tận hưởng cái quãng đời còn lại của mình ở một cái không gian nhà mà nó ấm cúng hơn một chút. Đấy, nhà thì cũng không cần phải là quá to đâu, ở trong nhà thì
đủ để mà có hai phòng. Có hai phòng, một phòng là của em Quân với lại ông, phòng thì còn hai bà cháu để ngủ, thì như vậy thì cũng đã ông cúng rồi. Đấy, còn như việc của nhà gia đình của em xử của bác này thì tất cả mọi cái thì cũng đã được hoàn thiện xong hết rồi. Bây giờ thì chắc là phải qua cái tết nguyên đán này thì cháu được mới đi vào và công khai cái phần tài chính của nhà ba ông cháu được. Cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu được các bác nhé. Thế còn vừa rồi thì cháu được cũng đã gửi phần quà tới cho em Quân rồi. Bây giờ thì em dọn dẹp nhá. Dọn dẹp xong là có cái gì mà cần làm nữa thì hôm nay là sẽ làm. Đấy. Ông với bà chín đây chứ, phò cúng cái này à? Ừ, chín đây chứ ạ. Cúng có bán nữa con, à xay ở bán nào cúng? Chín đang xay á. Ông của Quân thì hiện tại là cái phần xương khớp đầu gối của ông này, của bác này thì cũng đã khỏi rồi. Đấy, nhưng mà ông thì do là đến đúng tuổi mà nên cũng là đến tuổi mà khá là lớn rồi, cho nên là hay bị những căn bệnh đau lưng hay đau xương khớp rất là nhiều gái. Hôm nay thì cũng đã gửi phần quà cho em Quân với lại ông bà rồi, có thể là độ tầm trong 1-2 ngày nữa thì là cũng đã đến Tết Nguyên Đán rồi cô bác ạ. Rất là nhanh, một năm mới thì một năm cũ thì sắp qua rồi, và năm mới thì nó lại đến với mình. Mong sao là năm mới này sẽ giúp cho đến với mình nó sẽ được nhiều điều may mắn hơn. Hai cây này thì bây giờ đến chuẩn bị đến cái mùa mưa của bác này thì Quân cũng được sự đồng ý của chú bên cạnh thì là sẽ chặt bớt đi và chặt cho nó đổ đi, chứ không là sợ rằng là sau này đến cái mùa mưa mùa báo ấy thì nó sẽ thổi đổ ra cái hướng nhà thì nó sẽ đập, nó sẽ hỏng cái nhà luôn đấy. Này thì vừa rồi em chặt được một chút rồi à? Vừa rồi thì Quân cũng chặt được thêm một chút rồi. Bây giờ cho nó đổ đi hướng nào ấy? Hướng dưới kia ạ. Bây giờ em cứ chặt này, bây giờ này, em chặt gốc này này Quân. À. Em chặt gốc này. Vâng ạ. Chặt gốc này nhiều xong cho nó đổ ra kia. Đây. Đây thì sau khi nếu mà chú Lực chặt cái cây này đi thì cũng có một số bác ở trên kênh nói rằng là chặt cây để làm gì, mà chặt cây nó sẽ nó không giữ được đất ấy, nó sẽ bị đổ ra nhà đấy. Nhưng mà thật sự ra cô bác ạ, bây giờ ở dưới cái phần chân nó thì nó cũng đã bị sạt, gọi là gần nó đã bị lở gần hết rồi, cho nên là bắt buộc là mình phải nó chặt nó đi, chứ không là nó bị lở là chắc chắn là cái hướng mà điều chỉnh của nó sẽ ra bên hướng cái phần mái nhà của Quân ở đây. Nhà hết con dao kia rồi à? Cái này máy cưa không cưa được à? Có. Cây này thì chặt xong tận dụng lại thì làm được cái gì ấy nhỉ? Cái là làm chuồng lợn ạ. Tận dụng lại làm chuồng lợn à? Đó. Ờ. Nhưng mà chỗ này thì làm cây này làm sao đủ? Không đủ vẫn chặt ạ. Chặt thêm đúng không? Đấy, nhà Quân thì cũng có rừng ấy các bác, nhưng mà rừng thì cũng không có nhiều, mà có cây thì toàn cây bé bé thôi. Cây bé quá thì không đầy đủ mà để mà là mình làm nhà được. Hiếu ơi, Hiếu à, Hiếu, cái tay à, đi ra kia, tao phải dân bày, em mày lắm nè cô, thế này, bảo bà là gọi bé Hiếu đi về đi, không có tí sợ cây đổ ấy. Về đây à? Đấy, phải chặt cho nó rộng ra thì tí nó mới đổ ở bên này được. Đây là mấy cây mận này là trước là bố Quân trồng à?
Ui tuột rồi. Đấy nguy hiểm chưa? Đấy vừa rồi mà có ai ở dưới kia thì dao vào đầu đấy. Đi nhà lấy cái cưa đi. Cưa về cưa cho nó ấy đi. Nên bây giờ thì sau một cái thời gian mà chặt thì cây này cũng sắp đổ rồi các bác ạ. Đấy, vừa rồi thì bảo lấy mấy cưa chặt đấy các bác, mấy cưa chặt thì một tí nó sẽ cây nó sẽ đổ ở bên kia, cho nên là phải dùng cái rìu này thì nó chặt nó sẽ điều khiển được đúng cái hướng cây mà đổ. Chặt cho nó từ sâu lên trên xuống. Đấy. Thì tí nó mới đổ đúng ra hướng ra bên này chứ không phải tí nó đổ ra hướng bên kia ấy. Đây, hiện tại là cái cành nó đang đổ ra bên này nhiều quá các bác này, thì không cần dùng cây để mà kéo đâu, cũng không có sợ giống ra bên kia. Đấy, nhưng mà mình phải chặt nó đúng cách của nó. Một cái cây như này thì chắc là rơi vào độ tầm được 4-5 năm đấy Quân nhờ. Chưa để đâu, phải chặt thêm. Chặt sâu từ trên kia xuống. Đấy. Thì nó khá là biết đổ ra hướng bên kia. Đấy, bên chỗ trước mặt của em một tí nữa. Hầu như là tôi được nhìn thấy là bà con ở trên vùng cao này các bác này thì đều lựa chọn cái cây sao mộc này để mà mình làm cột chuồng trại cũng như là chuồng nhà rất là nhiều. Có những cái ngôi nhà thì hầu như là cả một cái ngôi nhà là nó thuộc dạng là cây sao mộc này hết. Thấm khá là thấm mệt đấy nhờ. Sắp đổ rồi. Đấy thế này. Ôi chưa. Thêm đổ tầm vài phát nữa. Đấy thế nào? Chưa thua tí nữa. Đó. Cái rìu này nó cũng không có bén mấy, không là nó đổ, đúng không là được rồi. Đấy, được rồi đấy, anh đẩy sắp được rồi. Đây, chặt thêm mấy phát nữa, chặt thêm mấy cái nữa. Đây. Nào, đẩy hướng kia. Không, đây đi hướng này thôi anh ạ. Tí cây của họ cái thì được đi nữa. Thì kìa, bên kìa. Đấy, cho hướng bên kìa. Cho đúng bên bụi, bên chỗ bụi tre nhá. Rồi, nào 2, 3. 1, 2, 3. Sắp được rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Đấy, chặt thêm vài phát nữa. Đấy, còn chưa đổ hẳn đấy. Đứt chưa? Đứt rồi anh ạ. Đứt rồi. Đấy rồi. Đấy thế là được chưa? Chả nó đứt hẳn nó mới xuống được. Bên dưới kia nữa.
Vậy nó xoay xoay ạ. Được chưa? Được rồi anh ạ. Đẩy nó xuống là được. Đấy, chị của anh. Đấy, không có đổ ai. Ủa bây giờ thì xuống nước nào nhỉ? Đấy, đốn xong cái cây đấy rồi. Cây này thì sẽ tận dụng lại để mà Quân vừa bảo ấy, để làm chuồng, để làm cái cây để mà để chuồng các bác ạ. Chặt 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 từ bên kia chứ, chặt từ bên kia ra chứ thì nó mới không có bị hỏng cái cành nhá. Nó không có bị hỏng cây chứ. Bây giờ lấy dao rồi. Cái này bây giờ vẫn cứ để cho nó khô ra chứ cái này. Để nó khô xong mấy nữa mình mới bóc vỏ nó nhỉ? Có bóc vỏ luôn không? Không. Cái này không cần bóc vỏ à? Để khô đó. Ở khu bên này là rừng của nhà người ta này, đúng không? Đây này thì nếu mà là rừng của nhà Quân thì cháu Đức cũng nhìn thấy là có khá là nhiều cây to rồi các bác này. Nhưng mà không phải rừng của nhà Quân. Vậy không chưa, đi về đâu. Cái kia thì một tí nó lấy dao chặt sau. Tí mình lấy dao chặt sau. Thì về nhà lấy dao đấy. Ôi gai chặt đầu lắm. Cái cây cành gai, cành sao mọc này các bác này, có khá là nhiều gai cho nên là khi mà sỏ chân nó khá là đông. Tại vì là nó nhọn hết đấy. Ôi dồi. Cái này tí em lấy mới cưa ra cưa cành ngỗ nữa mà Quân. Tí lấy mới cưa ra cưa cành nhá. Đấy, toát hết cả mồ hôi rồi cô bác ạ. Cái đống này thì đốt được khá là lâu rồi nhở. Đốt được tầm 3 đến 4 hôm cô bác, nó vẫn còn bén. Hôm nọ thì bà có dọn lại vệ sinh ở dưới phần chuồng của nhà Quân. Cái thước phim này thì cô bác cũng khá là dài rồi. Chắc là bây giờ cháu Đức cũng xin phải là kết thúc cái thước phim ở đây thôi cô bác. Và một lần nữa xin cảm ơn bà đã gửi cái phần quà tới cho em Quân. Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video. Và cháu Đức cũng xin gửi một lời chúc năm mới an khang thịnh vượng tới tất cả các bác đang theo dõi ở trên kênh bản em. Lời cuối cùng thì cháu Đức xin được hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh bản em. Xin chào các bác. Cháu Quân chào tạm biệt quý ông bà của chú anh chị ạ. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.